xa quá Chúa ơi. Đến chiều, môn đồ xuống nơi bờ biển và vào trong một chiếc thuyền sang thẳng bờ bên kia, hướng về thành Capernaum. Trời chợt tối mà Đức Chúa Giêsu còn chưa đến cùng các môn đồ. Gió thổi ào ào, đến nỗi biển động dữ dội. Khi các môn đồ đã chèo ra độ chừng 25 hay là 30 estade, thấy Đức Chúa Giêsu đi bộ trên mặt biển gần tới chiếc thuyền thì sợ hãi. Nhưng Ngài phán rằng, ấy là ta đây, đừng sợ chi. Bấy giờ, môn đồ muốn rước Ngài vào thuyền. Tức thì, chiếc thuyền đậu vào bờ là nơi định đi.